nơi đây chỉ là sỏi đá. Từ hoang dã người Việt khát khao sống vươn lên, rồi từ tối tăm ta đi tìm một ngọn lửa sáng, ngọn lửa sáng ước vào bàn tay với xa hơn mặt trời. Và ngày nay khi nơi đây đã nhiều bụi bay, rồi từ đây ta khám phá thế gian muôn màu để ta xứng danh những con người của đỉnh cao mơ. Làm cuộc sống văn minh đẹp đôi mắt trí tuệ Việt Nam. Tới có vì sao ta đi tìm một tri thức khám phá chính mình để vươn tới đỉnh cao. Cho dù có gặp trở ngại nào, động não sẽ giúp ta vượt qua. Kiên trì ta cùng thử lại nào, đến lúc thành quả người hái sẽ lại. Ta không ngại khó, không ngại khổ, bao nhiêu năm qua không ngừng. Tương lai sao kim hay sao khổ, ta sẽ chinh phục không còn khó. Chính trên đôi chân này ta sẽ đi, tung vào ngựa và ta sẽ phi. Vượt ngàn thiên lý ta đi tìm nguồn sống mới để bàn tay mới xa hơn mặt trời. Khám phá thế gian này rực rỡ, cuộc sống này bao la, còn bao điều muốn tìm.